chiếc máy cắt. Kubota DC-7M các bạn. Rồi, các bạn mọi người cùng xem nha, theo dõi nha. DC-7M Thái các bạn. Ốc thả. Nó đứng sững nè các bạn ơi. Dùng ở trên đây toàn là cộ giữ không các bạn ơi, cộ 150 bao không đó các bạn, nó cộ nè các bạn ơi. Nó cộ đi 3 người các bạn, hỏi mình quay mấy cộ kia đi, có hai quay cộ đi 3 người. Tại đây mình thấy hai máy đang chạy nha, hai cây Kubota 70. Nó nghe cái cảnh hơi xa nha các bạn ơi, xa nhờ mình đứng trên cái bực kinh nó hơi cao nè các bạn, bực kinh cao lắm cho nên mình dễ quay được một tí. Thấy được rõ được chút ha. Kéo cỡ này không em đang bắn lúa lên nè các bạn. À, cổ ở đây cổ nào cổ nấy giờ thấy mê luôn các bạn. Tại đây đất dây đó các bạn ơi, cho nên ta xài cổ lớn lắm. Cái này thì máy cắt chạy đâu có đủ kéo đâu các bạn. Phải không? Sờ bộ nó muốn hết. Hai cây chắc để chung quá. Thấy con cái mới kéo rồi các bạn.
lúa không các bạn? Ô cậu lúa dài thì chắc mới cắt nữa. Cũng khiếp thiệt chứ. Đấy cậu nè. Chiếc bên đó cũng mà Kubota 70. Này mình quay sau lưng chợ Vĩnh Gia nè các bạn. Sập các bạn, lô này thấy hơi sập hơn nè.